Hôm nay cũng rất cảm ơn hãng Telesis đã ưu ái cho Việt Thái Dương để Việt Thái Dương thành nhà phân phối cấp cao nhất của Telesis. Thì đối với Việt Thái Dương thì có bên em ấy hoạt động được 6 năm nay rồi, và cái phương châm hoạt động của Việt Thái Dương là cố gắng chuyên nghiệp và chuyên nghiệp để thân thiện. Đấy, thì khi mà làm phân phối cho Telesis thì Việt Thái Dương có gì với các cái bạn cũng như là các cái đối tác cũng như là khách hàng anh em ở đây, thì Việt Thái Dương sẽ có nhân sự để add value, thêm nhân sự mới hãng để phục vụ mọi người tốt hơn cả trước và sau bán hàng. Cái thứ hai nữa là Việt Thái Dương luôn có hàng sẵn và mọi thứ sẵn để dùng để demo, để support trước khi bán hàng, bao gồm cái việc support trước bán hàng bao gồm là hàng demo này, người làm giải pháp solution này, demo này, rồi làm spec này, và sau bán hàng thì bao gồm có bảo hành và support kỹ thuật. Thì Việt Thái Dương đã có một team bao gồm cả kinh doanh, cả logistics và cả kỹ thuật để làm thế nào đấy support anh em đấy tốt nhất và với một cái chi phí hợp lý nhất, cost saving nhất, nhanh nhất. Đấy, đó là chuyên nghiệp nhưng phải thân thiện. Đấy là cái mà Việt Thái Dương cam kết cùng với hãng để là đưa những cái giải pháp, những cái sản phẩm qua cái ship đến với khách hàng, và qua cái vấn đề mua cũng như trình bày vừa rồi thì mình thực sự là rất nhiều công nghệ, nó không đơn giản là một ông làm mạng xong rồi copy giống Cisco. Đấy, ví dụ như là cái mô hình mà wifi controller bay ấy, thì các hãng sau ra thì nó cứ copy, mình có cái cảm giác cứ copy là làm một cái controller túm hết wifi vào đấy, mà controller chết là mạng cũng chết. Thì đấy là gọi là single point problem, cái đấy là không tốt. Thì ở đây mạng của Arisis đã có những cái rất là khác biệt. Thì mình dùng hàng Nhật là thấy rồi từ trước giờ, từ cái đài Nationa ngày xưa đúng không, rồi đến những cái xe toy Toyota, rất thân thiện, rất là tiết kiệm, cost saving. Và thực sự đấy là đối với hàng Nhật ấy, mình sẽ phải so sánh là một đồng tiền bỏ ra trên công năng của nó đấy, chứ không phải là cái màu mè khác, thì mình sẽ thấy được là thực sự nó tốt và nó bền bỉ và nó tiết kiệm và nó đáng để mình đầu tư. Và một cái nữa là bây giờ Arisis có một giám đốc mới và một đội ngũ kỹ thuật nhất, toàn đội ngũ Việt Thái Dương cũng là toàn người trẻ, đấy, anh em mình toàn người trẻ đấy, cùng phối hợp cùng nhau để làm cho nó tốt hơn, và cũng hy vọng là được mọi người ủng hộ. Và trước khi bốc thăm để cho quà nó lớn một thêm một tí nữa thì hãng với lại nhà phân phối có một chút quà gửi đến mọi người, hy vọng là mọi người bây giờ là cứ tư vấn giải pháp hoặc tư vấn điện nhẹ, tư vấn gì đấy nhớ đến Telesis, có cả switch wifi và security đấy. Có rất là đầy đủ giải pháp. Mình ví dụ như là mình đi lấy wifi của Unify thì lại không có switch đấy. Hoặc là mình lấy wifi của Kabloom lại không có switch đấy. Hoặc mình lấy switch của hãng khác thì lại không có wifi. Thì Telesis hiện tại đang là tương đối đầy đủ về giải pháp cho anh em mình tư vấn. Cái đấy là cũng cái thuận lợi, và cũng cái trên cái phần cứng portfolio ra để giữ nền tảng của nó là cái phần quản trị. Đấy, mọi người thấy nó rất là thông minh, nó rất là trực diện, và như em Vân xinh đẹp nói là bây giờ mình chỉ tay từ đấy đến đây là mọi thứ nó sẽ thực hiện. Đúng, bây giờ chỉ từ đấy đây là bắt đầu nó thực hiện đấy. Đấy, bây giờ anh em mình không phải cấu hình, không phải gì nữa. Thì hy vọng rằng mọi người về sau đây làm cái gì cứ nhớ đến Arisis hoặc AT cũng được. Rất cảm ơn phần phát biểu của anh Lê Văn Tuấn, đại diện cho nhà phân phối Việt Thái Dương.